Thưa quý vị, sau 2 ngày tìm kiếm, thì chính quyền tỉnh Modena của Italia cho biết lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể của 7 người thiệt mạng trong một vụ rơi trực thăng ở tỉnh này vào ngày 9 tháng 6 vừa qua. Hiện tại, cơ quan an toàn hàng không Italia đang phối hợp với các nhà chức trách địa phương để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn này. Tuyên bố của chính quyền tỉnh Modena cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 7 người thiệt mạng trong trực thăng bị cháy, gồm có 4 người Thổ Nhĩ Kỳ và 2 người mang quốc tịch Lebanon. Tất cả đều là doanh nhân và đang có chuyến công tác tại Italia, cùng một phi công người Italia. Trực thăng đã cất cánh vào hôm 9 tháng 6 từ Lucca ở Tuscany và đang hướng về thành phố Treviso ở phía Bắc khi nó bị mất liên lạc trong điều kiện thời tiết xấu. Xác máy bay sau đó được tìm thấy khi đâm vào sườn núi gần đỉnh Monte Cusna. Theo người phát ngôn lực lượng cứu hộ ở vùng Alpine, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do máy bay rơi xuống vùng rừng núi do cây cối che lấp tầm quan sát.